nói. Con với Hưng nữa là nó ông bà cô, đúng không? Đến trước tấm bông lên rồi là quay mọ mọ mã ông bà ngoại. Bỏ hai cái bưởi lên hai cái bình đó đi vô, lấy hai cái bưởi lên. Hai cái dĩa đó. Đó đây nè Dương ơi. Lấy hai cái dĩa, có hai cái dĩa sẵn rồi, để hai cái bưởi. Có một quạt mà anh đứng. Okay.
cửa cái chùa mà mình cần ra hỏi là cho mình lấy biết sợ dạ có nên ngồi bỏng lẻo gió con gì à chạy đi chạy đâu chạy đi đó vậy được rồi cần gì tao vậy mới là bên phía bên này à đâu có ở đây đó còn ở này là cầu cũ nè cài bên kia cầm cây bên này đầu của anh kia cầm cây bên kia trả đi con trả đi xá rồi con rồi cầm một cây bên này rồi qua kia rồi rồi qua kia cầm một cây đó luôn anh đó Hưng, con quay cho bà cũng kìa. Ôi nhà nó có mà, nhà nó còn có cái rau đeo đeo gì hết. Này nó râu giống Dương nè, bảo đảm. Giống cậu. Cao hơn không ai rồi, cao nó khúc rồi. Đi có 1 năm lớn. Rồi bây giờ qua bên kia ha, ngồi đây chơi đi. Ngồi chơi.